Hello, xin chào bà cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay em ghé lại vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa của chú anh chị ở số 510 đường Cách Mạng Tháng 8 nha, phường 11, quận 3 của chú anh chị. Quay chia sẻ cho chú anh chị xem cảnh mua bán sầu riêng hôm nay cuối tuần nha. Hôm nay là ngày thứ bảy, 23 tháng 3 nha cô chú anh chị. Nghe là giá sầu riêng hôm nay là giảm nhiều rồi cô chú anh chị. Mà sầu riêng cuối tuần mà ở vựa không có sầu riêng để bán luôn, hết rồi nè cả nhà. Khui giao cho khách sĩ đang khui nè, gần hết sầu riêng rồi. Bà chủ mới báo giá trái hôm nay là 120.000, giá cơm là 420, giảm nhiều hơn so với mấy hôm trước rồi đó cả nhà. Không biết do sầu riêng giảm giá hay là do còn nhiều bán hết rồi. Còn nhiều bán cho hết hả? 120 với 140 do cái đợt giá cơm này tụt dữ luôn á, mà có 420. Giá cơm là còn có 420 à. Giá sầu riêng mỗi ngày nó mỗi thay đổi nha cô chú anh chị. Nhiều khi cô chú anh chị coi clip mà thấy giá nó hạ quá, mà qua bữa sau hay là qua mấy ngày sau ra đây sao nó ủa sao giá nó cao vậy. Đó, mỗi ngày nó mỗi thay đổi nha. Mình ra đây mình mua thì em quay ngày nào thì em báo giá ngày đó nha cô chú anh chị. Mà chủ mà cũng báo giá vậy. Còn ví dụ như mình ra mua thực tế thì lúc đó là tính giá khác, tại vì ngày đó nhiều khi giá nó lên nó xuống. Này ăn thử luôn đi. Đúng rồi. Ăn thử đi, không được rồi đổi cho trái khác. Tại vỏ dày quá nè, nó nên nay giá cơm là 420. Mà giá cơm này không có thay đổi nha, có giá trái á. Ờ. Giá trái thì cái mẫu này vỏ dày quá, bán trái còn 120. Còn mẫu vỏ mỏng á thì 140. Nhiều khi qua từng lên đợt sầu riêng mới giá khác nữa nha cô chú anh chị. Qua từng lên hàng vỏ mỏng rất là nhiều rồi. Nên là ưu tiên không qua nơi bán cơm không à. Cô chú anh chị coi clip cũng thông cảm nha, tại vì giá cả nó 290 giá. Nó thay đổi, nhiều đó là 290. Nay còn có 420 nè giá cơm nè, bữa trước là 480 luôn cả nha. Hôm nay sầu riêng còn không có nhiều nha, còn ít thịt rồi cả nhà. Mai bắt đầu lên trái mới, mà chủ bán cho xong đợt này luôn. Cuối tuần mà không có sầu riêng để bán luôn cô chú anh chị. Đang khui siêu thị nè, đang khui hàng giao khách sỉ nè. Hôm trước đợt Phương quay clip trước sầu riêng vỏ mỏng nhìn ngon quá trời ngon luôn. Hôm nay đợt đó bán hết trơn luôn rồi. Còn mấy trái sầu riêng to to không à, đi sao không có mà sầu thái không có nữa. Này sầu thái mấy trái to to luôn nè, khách sĩ đâu có ăn sầu thái hả, ba mua ri không hả? Đó, hôm qua đi thái một vậy hả? Ồ, thái là mấy trái này vui đã luôn hả cả nhà. Hôm nay toàn là trái siêu to khổng lồ không à. Trái này khoảng hơn 5kg quá cả nhà. Cơm thấy ngon nè, mà quá trời vỏ luôn rồi. Quá trời vỏ. Bởi vì mấy trái này dày cơm lắm, dày vỏ lắm, vô mua cơm. Đợt trước vỏ mỏng ngon mua trái lời thôi, giờ vỏ dày quá. Hết cái này nữa là bắt đầu có cái hàng mới rồi à, cái vỏ mỏng rồi đó. Bữa có khách hỏi sầu Musakin tháng mấy có à? Có mùa thuận nữa quá, hôm nay thuận, vườn, chắc tháng hơn nữa ha. Ở dưới hôm qua hôm kia cũng có mà Musakin ở đây cao quá, không có dám lấy về bán nha cả nhà. Tự nhiên cái giá Musakin đóng quá tí luôn. Cao là khoảng nhiêu một ký? 400-500 không? Không, giá vườn ở dưới kia nó lên cả 500-600 đầu mà 400-500 ký Musakin cũng có giá cỡ đó luôn nha cô chú anh chị. Kinh mắc quá, không dám lấy về bán à. Tự nhiên cây thông lên dữ quá à. Ôi, trái này cũng nhiều muối nha. Dạ, bự cỡ vậy mà được cái cũng có được cây thông nè. Giờ đang khui giao khách sỉ à, đó. Đóng hộp và cơm nay vàng luôn.
Tại vì giá sầu riêng biến động mỗi ngày mỗi khác đó. Qua có khách bình luận nói giá ở vườn 101 rồi sao lên đây bán có 100 mấy sao có lời, nó còn nhót ký nữa. Đây nè, bởi vì vậy nè. Khán giả bình luận mình cũng không biết làm sao. Đúng rồi, trong vườn giờ giá 100 mấy nè, nhưng mà do là cái mẫu ví dụ như một số vườn giỏ dày như vậy ở dưới vườn bán sẽ rẻ hơn. À, nè. À, giỏ dày hơn. Giá 100 mấy á là vườn nó đẹp lắm. À, 100 mấy là sầu nó đẹp lắm. Nhưng mà đi đâu giá cao quá mà cơm chắc cắt không có chuẩn nữa. Này bà chủ ơi, giải thích nha cô chú anh chị. Có nhiều người thắc mắc hoài luôn. Có nhiều người cũng biết giá vườn nó hay quá. Giá vườn trăm mấy là sầu đẹp và đóng đi đó cả nhà. Còn đây bán vỏ nó hơi vàng chút xíu nên giá nó mềm chút nên bán giá đó mới được. Mấy cái vỏ dày này đâu có đóng xuất khẩu được đâu. Đóng là phải đi hàng đẹp, vỏ mỏng tròn. Điều là bao cơm đây Việt Nam là đóng sầu riêng xuất khẩu đi Trung Quốc, đa số đi Trung Quốc rồi nha, đóng container chở ra cửa khẩu nha. Như cơm như vậy nè, còn mà mấy trái trái nó đẹp quá dưới hiện giờ cơm mạo nó này, nay giá cơm này còn có 420 à. Giá hôm nay thứ bảy nha cô chú anh chị. Nay em lên clip luôn rồi, cô chú anh chị có mua thì ngày hôm nay coi. Còn qua ngày sau thì không biết giá nó biến động thay đổi sao nha. Không biết là mỗi ngày mỗi biến động nha. Cho nên mới hỏi em khác không biết tường tao. Bởi vậy, nếu mà cô chú anh chị mà có mua thì liên hệ điện thoại trước. Có số thôi, em có để đầu video đó, liên hệ điện thoại trước hỏi giá bao nhiêu rồi mình ra mình mua. Mất công chạy ra mà thấy giá nó cao quá, mất công về. Hết hợp. Nói chung là gọi em trước để biết giá đi cho chắc ăn này. Đúng rồi. Hai cái số ngoài biển hiệu này phải không? Cái biển lớn đúng không? À, tôi quay cái biển hiệu. À. Nhiều sầu riêng đi chắc sáng nay bà khui hết luôn á. Giao sỉ luôn á. Hình như muốn chín hết rồi. Muốn chín hết trơn rồi. Nguyên kệ bằng đó là chín hết rồi đó. Còn bên này chắc cũng muốn chín luôn rồi nè. Nhìn cái da là không biết nó muốn chín hết rồi đó cả nhà. Giá biến động quá cho nên là bán cho nó đứt cái cũ đi. Khách vô mua sầu riêng cũng tư vấn cho khách mua cơm đi. Cơm chứ mua trái nó vỏ dày quá. Mua trái thì mua sầu thái đi, vỏ nó mỏng đó nha. Cô mua sầu riêng kìa. Ngày cuối tuần mà không có sầu riêng nhiều để bán. Thường thường cuối tuần người ta khách đi mua nhiều lắm cả nhà. Thấy không? Mấy cô đi mua sầu riêng. Ủa sao có khui bỏ hộp lớn mà hộp nhỏ vậy? À, bỏ hộp lớn rồi mới đầu sang qua hả? Rồi không phải mua sầu riêng rồi, thôi tiếp đi. À, cô vô mua sầu riêng, mua sầu riêng. Dạ. Dạ. Em có sáng thái của
giá trái còn 120 à, bữa trước 140 lần, nay còn 120, tại vì vỏ nó dày nên giá nó giảm. Dạ, vỏ dày lắm cô. Đó, cô thấy không, vỏ nó dày ghê không nè. Vỏ nó dày quá trời dày luôn nè. 420 là giảm mà hôm trước là 408 luôn á. Con không nổi. Ký hả? Dạ. 400 đi lấy 2 ký. Đó, không có thầy tên cô. Nhưng mà cái này, ví dụ như cái trái vậy. Ủa, một trái bự vậy có 2 muối hả? Học lép 80%, chứ không phải lép 100%. Cô mua sầu thái là lép 100%. Cái này là đi 6 rồi đó. Dạ, đi 6. Cô mua ăn một lần nó ngon rồi, mà bữa nay em biết được nó có ngon hay không. Cô có ăn cơm nào không? Cô ăn mềm hay là ráo hay là dẻo hay là khô hay sao để em lựa. Cái này là nó mềm rồi, nó không được ngon ráo, coi cái khác được không? Cô mua cơm ha, để lựa cái khác cho ngon. Giao vẫn được mà, giao cô trả tiền cho shipper. Dạ, tại vì được. Đâu biết đâu mà là phải. Chút đưa sơ cô cái số cô lưu lại, gọi cái số đó đó. Thì có không có đây anh có số lưu. Dạ. Có giao này người ta cũng đặt nè, giao nè cô, cô đi giao cho ta. Mà chủ đang lựa, đang gõ gõ. Lựa ngon nha. Con đang cố gắng lựa ngon. Con đang cố gắng lựa ngon. Cô mua 2 kg chắc ăn hả? Ăn ở đây hả? Ép gì không mang đi luôn hả? Mang đi Mỹ là phải lấy hộp ra á. Không lấy hộp người ta không cho đem đi á. Tại vì ở đây cũng gửi đi Mỹ nhiều lắm mà ta kêu lấy hộp ra. Tưởng cô ăn rồi để nguyên, còn đi Mỹ phải lấy hộp à. Nay còn dây lớn dạ. Cô ăn thử đi cô. Dạ cô ăn đi, không được hả? Nó lạc hay sao? Dạ không được thì em gái lựa chế khác cô, không sao đâu. Cái này cũng phải 5 kg thôi. Dạ. Nó chưa chín tới. Đấy đó, để mai khui ngon, chưa chín tới. Ồ, ra này vỏ mỏng nè. Nó mềm không? Được hả con? Ok. Ồ, trái này mềm ngọt nè. Có con hàng mềm nhiều lắm, mà nãy giờ con không dám lấy cho cô. Cô ngồi ghế nghỉ. Lấy hộp cho dùng nha. Cô lấy mấy ký cơm? 2 ký cơm ha. Lấy hộp rồi. Dạ đúng rồi, hút chân không luôn.
mới có 8 lạng rồi con. Mới có 8 lạng 25 gram. Lựa tiếp. Này. Bán hết rồi cuối tuần có sầu riêng bán. Này chưa chín nhiều. Mai đi hả cô? Rồi. Lựa thêm trái nữa đi, trái trái này nữa cô không chưa đủ ký đâu. Trái này chưa thấm vô đâu. Mua hàng chứ. Dạ. Phải vậy kêu lựa thêm không được. Dẻo gì dễ lấy hột mà mềm quá nó sẽ lấy hột nó khó. Nó... lấy hột khó lắm mà. Lượn trái nó đi cô Tiên ơi, đó. Thấy chưa? Một cái có hai muối. Lựa thêm đi, lựa thêm đi. Không đủ, không đủ. Đưa cô Tiên vô lựa thì hay lắm, lựa nhanh lắm. Trái này quá ngon luôn á. Cái này nãy giờ là ngon nhất á. Đúng rồi, nãy giờ nó vậy mà bà chủ lựa không ra. Đưa cô Tiên vô, cô Tiên lựa cái phát ngon. Cái này nữa chắc thủ á. Không có cô Tiên không bằng ăn cái gì. Chắc trái này nữa chắc dư rồi. Dư chút. Nếu mà mình muốn kinh công mình để không thì mình không bỏ hộp vô. Không bỏ hộp con thấy dính bịch dữ lắm. Dính bịch này hút chân không về phải bỏ tủ lạnh đúng không? Hay bỏ ngoài, bỏ tủ lạnh. Sao cô đi? Mai đi. Hả? Mai. Mai đi hả? Bỏ ngăn đá hả? Ngăn mát. Ngăn đá là nó đông chắc rồi, mai liền mà. Ngăn đá. Hai cái bóp cho cô đồng lấy luôn đi. Lấy luôn hả cô? Trái này ngon mà. Không sao. Lấy luôn mấy cái hộp khác. Để cân trước rồi chút cô mới lấy họ, lấy họ. Cho triệu đúng luôn. Đúng. Quá dữ luôn. Rồi. Lấy hộp xong rồi mới hút chân không. Chút 1 triệu luôn rồi nha. À, giờ vô lấy hộp ra cho cô thầy đi Mỹ. Đi Mỹ phải lấy hộp đó nha. Mấy lần trước cô giao cho khách đi Mỹ cũng vậy á. Lấy hộp không. Không có hộp mới lên sân bay cái nó sôi vô nó thấy cái hộp. Không cho đem đi.